em tin rằng em là đại diện cho những nhà đầu tư trẻ, đúng, những nhà đầu tư thế hệ mới của Việt Nam. Bởi vì như anh chị biết là Việt Nam bây giờ đang có hai thế hệ chia rất rõ ràng, thế hệ trà mạn và thế hệ trà sữa. Và thế hệ trà sữa họ có đặc điểm gì là họ vừa được uống nhưng mà lại vừa được nhai. Và em cũng chọn một cái cốc mà em cũng vừa uống và em vừa nhai. Nó thể hiện là em có thể sẽ xuống tiền vào những nơi nào mà tất cả những nhu cầu của em đều được đáp ứng. Và giới trẻ của bọn em là sẵn sàng all in với những gì all in one.